Tối mùng 1, tất cả dân làng Ba Na kéo đến nhà Rông vui Tết. Mỗi nhà góp ít nhất một ghè rượu cần. Già làng và những người già trong làng khai mẻ rượu cần đầu tiên. Đội cổng chiêng do các chàng trai phụ trách đánh cồng, nhảy múa, uống rượu suốt đêm để đón chào năm mới.